Em chào Nguyễn Mến, chào quý anh chị nha. Hôm nay lại thêm một siêu phẩm nhà đẹp rộng rãi, vừa mới hoàn thiện xong, được tọa lạc là cách quốc lộ 50 khoảng 200m thôi nha quý anh chị, ngay dòng xây Tân Kim luôn. Một mẫu nhà quý anh chị mình có thể xem trên màn hình nè, trang trí và thiết kế không có một điểm trừ luôn nha quý anh chị. Những bức tường bên đây nè quý anh chị mình xem, ốp chết BNC ở đây thì có một cái điểm nhấn rất là đẹp và xinh luôn, là những cái viên đá mọt đá nổi nha anh chị, và những cái dách nhựa PC ngăn ngang á, nhìn nó đẹp lung linh luôn nha anh chị. Với mẫu nhà của mình ngày hôm nay anh chị là ngang 5m, chạy sâu vào tận tới 20m nha. Xây dựng riêng lẻ nha, cừ đà cột móng đều riêng hết luôn, pháp lý sổ hồng riêng, mình đi công chứng sang tên trong ngày. Với cái mẫu nhà của mình được xây dựng là một trệt một lầu nha quý anh chị, có 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh, sân trước rộng rãi thông thoáng cho anh chị mình, và thêm một cái cảnh sân sau nữa anh chị, rất là thoáng luôn. Với hướng nhà là hướng đông bắc nha. Căn này được bán với một giá tổng luôn, chỉ đúng 2 tỷ 500 triệu thôi, tìm đâu ra nữa anh chị, mà vẫn còn được thương lượng trực tiếp ngay chính chủ nha. Anh chị có xem được cái video ngày hôm nay và có muốn đi xem nhà thì anh chị mình cứ nhắc máy lên, gọi ngay và sổ em có để trên màn hình nha. Và giờ thì cùng em tham quan sơ cái con đường và cái mẫu nhà nha quý anh chị. Và cái con đường trước nhà của mình là đường bê tông khoảng là 3-4m nha quý anh chị. Đó, đường này thì rất là rộng thoáng luôn. Hướng này quý anh chị mình đi thẳng ra khoảng 200m thôi là đụng ngay dòng xây Tân Kim luôn. Đó, và ở đây thì trong một cái khu dân cư ở rất là đông đúc rồi. Nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng nên điện nước cũng đã vào chính thức rồi nha anh chị. Thiết kế theo cái kiểu mái họp hiện đại nhất năm 2024 luôn. Anh chị mà đang tìm cho mình một cái căn nhà an cư lập nghiệp và với cần phải có một cái diện tích là rộng rãi to đùng thì đừng nên bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Diện tích ngày hôm nay là ngang 5m, chạy sâu tận tới 20m lận nha anh chị. Và trước khi vào trong căn nhà thì bên đơn vị chủ đầu tư cũng đã làm cho anh chị mình lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh nha. Làm hỏng cẩm rào kiên cố cho anh chị mình luôn. Ở đây thì một cái sân trước rộng rãi to đùng cho anh chị mình, lót gạch chống trơn trượt cho anh chị mình. Bên tường bên đây thì cũng ốp lát gạch nổi nè anh chị, lên tặng lên cao, có vòi nước cho anh chị mình rửa xe rửa thang luôn. Thiết kế theo cái mẫu nhà mái hộp rất là hiện đại luôn. Di chuyển vào trong sẽ cho anh chị mình thêm một lớp cửa thứ hai, đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện 4 cánh, rất là dày dặn và chắc chắn nha anh chị. Mẫu nhà của mình ngày hôm nay là vừa mới hoàn thiện xong luôn nha anh chị. Nó đang quét dọn lau chùi luôn, đang có những cô chú lao công đang quét dọn lau chùi. Nó nếu mà hôm nay khoảng tới giờ trưa là sẽ sạch sẽ hoàn thiện cho cô chú anh chị mình rồi. Không gian phòng khách rộng rãi to đùng cho anh chị mình nha. Đó, tường bên đây thì ốp lát những cái nhựa PC và có trang trí nhắn nhá cho anh chị mình những cái viên đá nổi ra khu vực đây. Đó, nhìn nó rất là đẹp và sang cho một cái căn nhà luôn. Hệ thống trần thạch cao, có một cái bóng đèn trùm ngay chính giữa, nhìn rất là sang nha anh chị. Và đối diện bên đây sẽ là những cái kệ tivi và những hệ tủ trực hợp cho anh chị mình, đi những hệ thống bóng đèn chiếu sáng ở trong hệ tủ luôn. Đó, ban đêm mở lên đẹp lung linh nha anh chị. Căn này là vừa mới hoàn thiện xong nha, còn đang khâu quét dọn lau chùi nữa là hoàn thiện nha anh chị. Đó, ở dưới chân cầu thang thì có những hệ tủ trực hợp cho anh chị mình, thì về anh chị mình tha hồ mà trang trí nha. Căn này là được xây dựng một trệt một lầu, 4 phòng ngủ và 2 không gian nhà vệ sinh nha anh chị, có một phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho anh chị mình nữa nha. Kế tiếp đây sẽ là một cái không gian nấu nướng cho anh chị mình. Bên chủ đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương, bồn bị nóc 304, chống reset cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đây thì tôi đang đặt một cái miếng nhựa chống cách nhiệt cho cô chú anh chị mình nữa nha, hôm nay sẽ lắp vào cho anh chị mình nha. Ở đây thì sẽ là một cái vạt trần rất là mát. Ở bên đây vẫn có hệ tủ trực hợp nữa nha anh chị. Đó, nhà mình hệ tủ trực hợp rất là nhiều, tha hồ anh chị mình trang trí luôn. Khu vực dưới này thì vẫn ốp lát lên cao, rất là sạch sẽ nha anh chị. Cái lối đi tới đi lui cũng rất là rộng luôn. Và đây là phòng ngủ ở dưới tầng trệt cho anh chị mình, một cái phòng rất là rộng nha. Đó, rộng rãi to đùng. Trần thì là trần thạch cao, trần cũng rất là cao, về ở rất là mát nha anh chị. Đó, ở đây thì có hệ thống cửa sổ cho anh chị mình. Đó, và mình di chuyển ra đây nữa sẽ là một cái sân sau cho anh chị mình, một cái sân sau rất là rộng nè. Bên em thì để trống, về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái khung sắt và mình làm cái che nha anh chị. Ngoài này thì là không gian nhà vệ sinh, trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt. Gạch men thì cũng ốp tặng lên cao luôn. Một cái căn nhà hướng đông bắc nha, đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng, chỉ cách với trục đường quốc lộ 50 khoảng có 100 đến 200m thôi, ngay dòng xây Tân Kim đi vào nhà mình rất là gần và tiện nha quý anh chị. Anh chị mình có muốn đi xem thì anh chị mình cứ nhắc máy lên, gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha. Và giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên tầng trên để mình tham quan không gian tầng trên. Và đây sẽ là không gian tầng trên, thiết kế cho anh chị mình 3 phòng và một không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Ngay chân cầu thang đi lên thì vẫn có thiết kế cho anh chị mình một cái giếng trời, nhà không cần mở đèn vẫn sáng nha anh chị. Cùng em xuống ở cuối dãy nhà để mình tham quan. Cái lối đi tới đi lui rất là rộng nha anh chị. Đó,
À đây thì là một cái không gian nhà vệ sinh được đặt ở phía bên ngoài cuối dãy nhà. Trong không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi. Và tới đây thì sẽ là một cái phòng ngủ ở cuối dãy nhà nha anh chị. Ở phòng này rất là rộng luôn, trần thì cũng rất là cao nha. Ở đây thì là một cái hệ thống cửa sổ nè. Đó, ở đây thì đứng đây là chị mình thấy dòng xây tâm kim luôn, ở một cái vị trí rất là đẹp nha. Chỉ cách với trục đường quốc lộ 50 có khoảng 100-200 mét thôi. Nó rất là thuận tiện cho chị mình di chuyển về các quận như quận 7, quận 8 nha. Và đây sẽ là phòng thứ hai. Phòng nào cũng rộng sạch hết nha chị, sạch sẽ cho cô chú anh chị mình. Khoảng có đồng thì chờ mới lạnh cho anh chị mình rồi. Ở đây thì hệ thống cửa sổ. Toàn bộ cửa phòng của mình là cửa nhôm sofa với kính là kính cường lực nha. Di chuyển qua đây nữa là phòng thứ ba. Phòng này sẽ phòng rộng hơn hai phòng đầu nha chị. Đó, phòng này rộng rãi thôi đùng luôn. Anh chị mình về có thể làm phòng thờ. Nếu mình ở đông thành viên thì mình có thể là phòng ngủ tùy theo anh chị mình sắp xếp nha. Phòng này rất là rộng, trần và là trần thạch cao nè. Đi những hệ thống bóng đèn chiếu sáng đầy đủ khắp hết nhà. Di chuyển ra đây nữa là một cái ban công rộng dài xuyên suốt cho anh chị mình. Ra đây thì anh chị mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn. Dân cư ở rất là đông đúc luôn, chẳng khác gì hay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhà mình thì rất là thoáng nha anh chị, và là diện tích thì rất là lớn luôn, ngang năm dài tận 20 mét lận nha. Một trệt một lầu, nó có tặng tới là 4 phòng ngủ nha, và hai không gian nhà vệ sinh sân trước sân sau, rất là thoáng và cho quý anh chị mình sinh hoạt nó rất là tiện luôn. Có sân trước để cho mình cho con em mình chơi vui đùa ở sân trước và mình đổ xe máy nha. Và xem đến đây rồi em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 5 mét, chạy sâu vào tặng tới 20 mét nha anh chị. Nhà của mình là được xây dựng là riêng lẻ nha, cừ đà cột móng đều riêng hết luôn, thiết kế theo cái kiểu mái hộp rất là hiện đại và sang luôn. Cái căn này á được nằm là ngay dòng xây tăng kim, đi vào nhà của mình là chỉ có khoảng 100 đến 200 mét thôi. Ngay dòng xây tăng kim quan trọng ở quý anh chị, ngay nhà ba tăng kim chạy xuống khoảng mấy trăm mét là đụng ngay dòng xây rồi. Đó quý anh chị mình cứ đi đến dầm xây Tân Kim hoặc là ngã ba Tân Kim, alo em ra đón quý anh chị mình vào xem nhà thực tế nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị mình.